Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối thập trước, sau khi từ biệt người thân, tất cả gia ma đoàn đã được thông báo tiến vào phi thuyền để lập tức khởi hành đến khu ma quan. Theo hiệu lệnh, đám long hậu thần nhanh chóng tụ họp đông đủ ngồi ngay ngắn trên phi thuyền. Thời gian trôi qua, khoảng cách đến khu ma quan cũng đã rút ngắn đáng kể. Trong lúc cả đám đang hào hứng thảo luận về chuyến hành quân 3 tháng tới, thì phi thuyền bất ngờ rung lắc mãnh liệt khiến mọi người trao đảo đánh mất thăng bằng. Không ngờ rằng bọn họ còn chưa có tới khu ma quan đã bị ma tộc tập kích đánh lén. Số lượng đám yêu ma nhiều không kể xiết, chúng không ngừng tấn công các phi thuyền của đoàn săn ma. Khoan nhân liệu phi thuyền và hệ thống tự động lúc này đã bị hỏng, một khi năng lượng tiêu hao hết, tất cả mọi người đều sẽ mất mạng. Nhìn làn sóng ma tộc như trùng chiều phóng đến, mỗi một người trong tân sa ma đoàn đều cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt. Quả thật đứng chấp ma tộc, sức mạnh cá nhân là vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc nhắc đến chuyện này nữa. Điều mà bọn họ phải làm lúc này chính là đấu tranh với đám phi ma kia. Theo sự chỉ huy của Long Hạo Thần, sa ma đoàn số 1 bắt đầu khởi động trạng thái chiến đấu. Trong khi Lâm Khâm và Trần Anh Nhi được giao nhiệm vụ tìm cách điều khiển phi thuyền, thì những người còn lại sẽ đối phó với đám ma tộc biết bay đang không ngừng tấn công. Trên chiến trường, đối thủ của bạn sẽ không bao giờ hô bắt đầu, vì vậy lời Long Hạo Thần vừa dứt, anh ấy và Thải Nhi đã ngay lập tức phóng lên trên nóc phi thuyền. Chớp mắt là hai con bối tháp phi ma đang lao tới với tốc độ cực nhanh, dựa vào kích thước khổng lồ, chúng đem cặp cánh cự đại chém về phía đám người Long Hạo Thần. Cũng không phải lần đầu liên thủ chiến đấu, sau mà đoàn số 1 dù chưa hoàn toàn phù hợp ăn ý, nhưng giữa các thành viên luôn có sự liên kết với nhau. Trong khi đáp trả công kích của Vima lao tới, Long Hạo Thần cũng đồng thời phóng thích ra bí kỵ mới mua được để bảo vệ tất cả mọi người. Không sai, một cách này của hắn chính xác là kỹ năng quần thể tâm phúc. Một phần sáng vàng mờ nhạt trong nháy mắt dao động từ người Long Hạo Thần, quang mang kim sắc mau chóng khuếch tán, đường kính bao phủ khoảng phạm vi 20m, lập tức trên người mỗi người đều có một vòng sương mù vàng, hơi giống kỹ năng xúc thế của kỵ sĩ. Cùng lúc, bí kíp của thủ hộ kỵ sĩ, tụ linh quang hoàn phóng thích ra, tiêu hao linh lực một mình hắn, trợ giúp tất cả đồng bọn gia tăng linh lực, khôi phục tốc độ 3%. Mà sau, Long Hạo Thần hoàn toàn thể hiện ra năng lực phụ trợ cường đại của mình, tụ linh quang hoàn cộng thêm thành linh thủ hộ lại đến thủ hộ ban ấn, ba loại quang hoàn kỹ năng tăng phúc nháy mắt hoàn thành tổng thể tăng phúc. Thả nhiên như cũ sắc cánh sau lưng Long Hạo Thần, là không có chủ động tấn công mà lấy lưng nam nhân kia làm lá chắn để ẩn mình, chờ thời cơ thích hợp sẽ ra một đòn quyết sát. Ở trong cung trung, Phương Nguyên Nguyên cũng đang đối chiến quyết liệt, không có sự sợ hãi, con người nàng dâng lên cảm giác hưng phấn chưa từng có. Cựu linh thần thuẫn được khảm vào ba viên bảo thạch hung hăng chém xuống đám phi ma xung quanh, Phương Nguyên Nguyên thậm chí hưng phấn đến nỗi nàng cùng Tư Mã Tiên đưa ra một cuộc đổ ước xem ai tiêu diệt được nhiều đại quân ma tộc hơn. Ở trong trạng thái củng hóa, chị Liệu Sư như Tư Mã Tiên lúc này phấn khích không hề thua kém Vương Nguyên Nguyên, thành con chủy trong tay gã vừa phòng thích ra, đã ngay lập tức nảy lùi hai con bối tháp phi ma đang tấn công phi thuyền. Mắt thấy tình huống không tốt, đám bối tháp phi ma này vỗ hai cánh, định bay lên trời chạy trốn, đáng tiếc nó trốn không thoát. Trong tiếng nổ chấn động, bối tháp phi ma phát ra tiếng kêu thê thảm. Thành con chủy của mục sư đối với ma tộc tổn thương rất lớn, trực tiếp hủy diệt phòng ngự của bối tháp phi ma, mà cự linh thần tấm thuần của Vương Nguyên Nguyên là dễ dàng ngăn chặn sao? Cứ thế, sau ma đoàn số 1 đã tiêu diệt toàn bộ đám phi ma cấp thấp, thế nhưng đúng lúc này, Long Hạo Thần phát hiện ra có gì đó không đúng. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một con phi ma to lớn, khoảnh khắc nó xuất hiện, xung quanh ma tộc đại quân dường như tự động tản ra cho nó không gian. Đám phi ma đang không ngừng bỏ chạy, chính xác hơn là bọn chúng đang theo lệnh của đại phi ma mà hành động. Có thể nói đại phi ma là thủ lĩnh của đám ma tộc này, thực lực của nó nếu so sánh với nhân loại có thể tương đương với cường giả cấp 5. Đạt đến trình độ này, đương nhiên trí tuệ của đám ma tộc kia không thua kém gì nhân loại. Sự thật chứng minh ngay khi tổng nhân của nó đã rút lui an toàn, đại phi ma đã khét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Âm thanh kinh khủng truyền đến khiến Long Hạo Thần có chút khó chịu, hiển nhiên sóng âm thanh của đại phi ma đỉnh phong cấp 5 có thể khiến người ta mất đi lý trí. Không nằm ngoài tính toán của chúng, Lâm Hâm và Trần Anh Nhi ở bên trong phi thuyền cũng vì thanh âm này mà vật vã vô cùng, cảm giác thống khổ mãnh liệt tràn ngập trong lòng mỗi người là đội trưởng của Sama đoàn số 1, Long Hạo Thần dĩ nhiên phải bảo vệ tốt đồng đội của mình, tuy rằng ngày thường hắn là một thiếu niên lương thiện ôn hòa. Nhưng có lẽ khi Long Tinh Vũ mới bắt đầu dạy dỗ, đã đem hắn quăng vào trong địa huyệt tiến hành huấn luyện tàn khốc. Bởi vậy, một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, hắn dường như biến thành một con người khác lãnh tĩnh, trầm ổn, thậm chí có chút tàn khốc, hai tay nắm song kiếm, toàn thân hắn tản ra chỉ lý mãnh liệt. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là đại phi ma lĩnh chủ kia. Liệu rằng Long Học Thần sẽ làm cách nào để đối phó được mục tiêu cường đại kia? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì cũng hết tập 54 Thần Nấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.